Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 5, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao và tham gia trồng 1.000 cây lê xanh tại thôn Sàng Pà A, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc. Việc trồng cây xanh giúp bảo vệ môi trường và cải thiện không gian sống. Được biết, giống cây lê xanh được Quỹ vì đồng bào do ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh sáng lập tài trợ. Cây lê là giống phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh nhấn mạnh việc trồng cây sẽ tạo cảnh quan gắn với phát triển du lịch ở Mèo Vạc nhằm đảm bảo sự sinh trưởng phát triển đồng đều. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương cùng nhân dân phân công trách nhiệm quản lý, chăm sóc và bảo vệ để xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đối với địa phương, tiếp tục phát động sâu rộng phong trào nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây trồng rừng gắn với phát triển kinh tế xanh bền vững, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan thiên nhiên địa chấn thêm tươi đẹp. Huyện ủy Bắc Mê vừa tổ chức hội thảo tham vấn lấy ý kiến thu thập minh chứng lịch sử sự kiện thành lập chi bộ đảng đầu tiên và cuốn sách văn kiện đại hội đảng bộ huyện Bắc Mê từ khóa 1 đến khóa 9. Tại hội thảo, lãnh đạo huyện Bắc Mê đã báo cáo kết quả sưu tầm thu thập minh chứng lịch sử và sự kiện thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện. Vị trí được xác định ở tiểu khu Bắc Mê tại căn nhà chánh tổng Nguyễn Đình Thừa, thôn Bắc Rụt, xã Yên Phú, nay thuộc xóm 3 thôn Bản Sáp, thị trấn Yên Phú. Báo cáo sưu tầm biên tập dựng cuốn sách văn kiện đại hội đảng bộ huyện Bắc Mê từ khóa 1 đến khóa 9. Đồng thời, các đại biểu tập trung tham vấn lấy ý kiến thu thập minh chứng lịch sử sự kiện thành lập chi bộ đảng đầu tiên và cuốn sách văn kiện đại hội đảng bộ huyện Bắc Mê như chức vụ, chức danh các đồng chí tham gia ban chấp hành lâm thời của huyện, các đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện từ khóa 1 đến khóa 9, vị trí địa điểm thành lập chi bộ đầu tiên và danh sách các đảng viên chi bộ đầu tiên. Đây là những tư liệu thành văn quý giá làm cơ sở cho công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng, truyền thống cách mạng của địa phương đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 cho lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, trưởng công an, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, công chức tư pháp hộ tịch, địa chính xây dựng trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được đại diện Sở Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các kiến thức cơ bản thi hành xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện nắm rõ hơn các quy định, kỹ năng nghiệp vụ để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính, qua đó góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Chiều ngày 12 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Quang tổ chức tổng kết hội thi giáo viên tiểu học và trung học cơ sở dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023. Hội thi giáo viên tiểu học và trung học cơ sở dạy giỏi huyện Bắc Quang diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2023. Trong đó, cấp tiểu học có 91 giáo viên, cấp trung học cơ sở có 68 giáo viên tham gia thi trên tất cả các môn học. Kết quả, với cấp tiểu học có 89 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, cấp trung học cơ sở có 65 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023. Qua hội thi nhằm giúp các giáo viên giao lưu trao đổi, xây dựng bài giảng linh hoạt, phù hợp với đối tượng đặc trưng của bộ môn để hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất của học sinh, khuyến khích học sinh tham gia vào hoạt động học tập, đồng thời lựa chọn tiếp tục bồi dưỡng giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong thời gian tới. Chỉ hơn một tháng nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đây là thời điểm nước rút trong công tác ôn tập cho học sinh lớp 12. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tăng tốc, nâng cao chất lượng ôn tập, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi sắp tới. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 6.280 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có 5.953 thí sinh hệ trung học phổ thông, 327 thí sinh tự do,
100% thí sinh đều đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua rà soát, công tác tổ chức ôn tập được thực hiện từ đầu năm học, các trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh để điều chỉnh phương pháp ôn tập cho phù hợp. Tuy nhiên, kết quả thi thử của toàn tỉnh vẫn còn tỷ lệ nhỏ học sinh chưa đạt. Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học phổ thông, liên cấp có bậc trung học phổ thông phải tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác dạy học và ôn tập, tổ chức ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo nâng cao điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đồng thời tổ chức rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo các điều kiện để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra an toàn, đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, Hà Giang hiện đang có 3.784 người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết và có thu nhập cao gấp 5 đến 10 lần so với làm việc trong nước. Do đó, hiện các địa phương toàn tỉnh đang đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc trong nước và nước ngoài. Đây là quang cảnh hỗ trợ việc làm của huyện Đồng Văn với trên 1.400 lao động và 20 đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng đến từ các tỉnh, thành phố trong nước tham gia. Các lao động đăng ký đi làm việc ngoài tỉnh sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người theo nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Còn đối với lao động đi làm việc tại thị trường nước ngoài sẽ được hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa là 4 triệu đồng một người. Được các chú và các chị tư vấn rất là nhiệt tình. Em có giúp em có được định hướng để sau khi học xong thì sẽ có việc làm. Mấy năm qua, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhất là dịch bệnh COVID-19, nên người lao động đi xuất khẩu lao động bị mất việc làm, có trường hợp bị mắc kẹt, gặp phải khó khăn. Tuy nhiên hiện nay, khi dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế hồi phục, thì thị trường xuất khẩu lao động đang tăng rất cao. Hoạt động tuyển chọn lao động xuất khẩu của tỉnh cũng được chấn chỉnh, đáp ứng sự tăng trưởng bền vững. Em đã tìm hiểu với công ty Brazzer ở Hải Dương ạ. Có hỗ trợ ký túc xá, hỗ trợ đi làm, mức thu nhập là 8 đến 12 triệu ạ. Em thấy nó cũng ổn, phù hợp. Thông qua sở ngoại vụ thì có liên kết với lại một cái huyện là cái huyện Ha Đông Gan của Hàn Quốc. Đơn vị Hàn Quốc họ sẽ sang để ký cái hợp đồng thỏa thuận, mình sẽ đưa lao động thời vụ từ dưới một năm, có khoảng 5 tháng đi lao động ở bên Hàn Quốc. Theo thỏa thuận đã ký với huyện Bô Ưn, tỉnh Trung Trung Búc của Hàn Quốc, hiện đã có 49 người lao động của tỉnh đủ điều kiện để đi làm việc thời vụ tại huyện Bô Ưn với mức lương khoảng 38 triệu đồng một tháng. Hay còn rất nhiều đơn hàng khác đang được ký kết để người dân có thêm thị trường. Cái tiếp cận cái thị trường lao động với trực tiếp với các doanh nghiệp thì người lao động lựa chọn cho mình được một cái công việc nó phù hợp với cái tay nghề, sức khỏe, năng lực và cái mong muốn thu nhập cho mình để làm sao thứ nhất là có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập để nuôi sống bản thân, gia đình. Năm 2022, toàn tỉnh có 233 lao động làm việc ở nước ngoài và tập trung ở một số thị trường có việc làm và thu nhập ổn định như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 59 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, qua đó giải quyết việc làm và tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Ngày 13 tháng 5, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Đồng Văn tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Lũng Táo năm 2023. Cuộc diễn tập được chia thành hai phần, phần cơ chế và phần thực binh. Ở phần cơ chế, xã Lũng Táo đã xây dựng phương án tổ chức chuẩn bị phòng cháy chữa cháy rừng như tổ chức hội nghị ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng. Xã quán triệt chỉ thị, công điện của cấp trên và thông qua kế hoạch ứng phó tìm kiếm cứu nạn, tổ chức hội nghị ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng xã, giao nhiệm vụ cho các thành viên hiệp đồng cho các lực lượng. Phần thực hành với tình huống giả định, trưởng thôn Má Sổ, xã Lũng Táo nhận được tin báo của bà con nhân dân là đã xảy ra cháy rừng thuộc địa phận của thôn Má Sổ. Nguyên nhân là do sự bất cẩn của bà con nhân dân trong việc đốt nương làm rẫy. Ngay sau khi nhận được tin báo, trưởng bản đã đánh kẻng, huy động lực lượng dân quân tại chỗ cùng bà con nhân dân làm việc gần khu vực cháy, cơ động đến nơi xảy ra cháy tham gia chữa cháy. Ban chỉ đạo xã đã huy động lực lượng cơ động của xã nhanh chóng đến khu vực xảy ra cháy cùng với nhân dân thôn Má Sổ tham gia chữa cháy rừng và giúp đỡ sơ tán người, tài sản của nhân dân, đồng thời kịp thời báo cáo ban chỉ đạo huyện. Sau gần một tiếng với sự hiệp đồng của các lực lượng và nhân dân, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và cơ sở vật chất.
Vào khoảng 18 giờ 40 phút chiều tối ngày 13 tháng 5 tại xóm Khôn Dạ, thôn Khuổi Thè, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại gia đình anh Thảo Văn Thành. Rất may vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc gia đình đang đun nấu trong bếp, bình ga bị rò rỉ dẫn đến ngọn lửa bùng lên đã gây ra vụ cháy. Mặc dù bà con nhân dân trong thôn đã hỗ trợ gia đình dập lửa, nhưng do thời tiết hanh khô, nhà lợp mái bằng lá cọ, lửa lan rộng rất nhanh, căn nhà 6 gian đã bị cháy rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, lãnh đạo huyện Quang Bình và xã Bằng Lang đã có mặt kịp thời kiểm tra, thăm hỏi, động viên gia đình và trao quà cùng một số nhu yếu phẩm để gia đình tạm thời vượt qua khó khăn. Đồng thời yêu cầu các ban ngành đoàn thể hỗ trợ gia đình anh Thanh dọn dẹp và dựng tạm lán để có chỗ ăn ở tạm thời. Không chỉ là những người gieo chữ nơi vùng cao bằng sự nhiệt huyết, trách nhiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, các thầy cô giáo ở ngôi trường tiểu học xã Bản Ngò, huyện Xín Mần đã thành những nông dân thực thụ, ngày ngày tăng gia sản xuất để góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn cho học trò. Đến với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Ngò vào buổi chiều khi vừa tan trường, chúng tôi không giấu được sự ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh các thầy cô giáo cùng các em học sinh nhanh chóng hóa thân thành những nông dân thực thụ. Tại khu đất rộng chừng 200 mét vuông bên cạnh sân trường, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng nhau chăm sóc mảnh vườn rau xanh tốt. Hàng ngày sau mỗi buổi học, chúng cháu ra vườn rau để tưới rau và cùng chăm sóc rau. Em cảm thấy rất vui khi được tham gia những việc tưới rau và trồng rau ạ. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Ngò có hơn 450 học sinh, trong đó 205 em thuộc diện bán trú được hỗ trợ tiền ăn trưa. Với mong muốn cải thiện thêm bữa ăn cho học trò của mình, thời gian qua, hàng chục giáo viên đã chung sức đồng lòng tận dụng quỹ đất trống trước trường để trồng rau xanh. Hơn 2 năm tự nguyện mô hình vườn rau em chăm đã cung cấp trên 1,6 tấn rau sạch, củ quả các loại. Bên cạnh đó là mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm cũng cung cấp hơn 2.000 kg thịt lợn, gà, ngan, thỏ và hơn 100 đôi chim bồ câu. Thiết thực hưởng ứng các cái phong trào xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp cũng như là các mô hình trồng rau, mô hình chăn nuôi của nhà trường với mục đích là giáo dục các em học sinh về kỹ năng sống cũng như là góp một phần nhỏ trong các cái bữa ăn của học sinh. Điều đáng quý là mô hình trồng rau sạch, nuôi lợn để góp phần cải thiện thêm bữa ăn cho học trò đều được các thầy cô ủng hộ, tận tâm tận lực cùng nhau chung tay chăm sóc không nề hà, quản ngại. Cùng sự sáng tạo trong chăn nuôi, tận dụng nguồn thức ăn thừa và phân thải làm khí đốt giúp giảm chi phí cho công tác bán trú rất nhiều. Ngoài cái việc mà nâng cao chất lượng bữa ăn cho các em học sinh bán trú thì chúng tôi, mục đích của chúng tôi muốn là rèn và giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh. Các em còn được trải nghiệm, được thực hành và có kỹ năng cơ bản nhất. Qua mô hình vườn rau em chăm đã hình thành cho các em kỹ năng về trồng và chăm sóc rau, hình thành cho các em tình yêu lao động ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Không chỉ trồng rau xanh mà còn chăn nuôi để góp thêm vào cải thiện bữa ăn cho học trò, hiệu quả mang lại khá cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin về thời tiết của các khu vực trên địa bàn tỉnh. Dự báo thời tiết ngày và đêm 15 tháng 5 năm 2023, khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 83%.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.